đất thiêng Hưng Hà không chỉ là đất phát nghiệp của vương triều Trần, mà trước đó hàng trăm năm, vua Lý Nam Đế, vị vua đầu tiên của thời Tiền Lý, người có công lập nhà nước Vạn Xuân vào năm 544 đến năm 602. Từ làng Cổ Trai, vua Lý Nam Đế đã dựng biệt đồn rồi lãnh đạo dân Giao Châu đánh đuổi giặc Lương do Tiêu Tư làm thái thú để lập nên nước Vạn Xuân khi ấy. Cổ Trai có tên gọi khác là Kẻ Giai, tức là Kẻ Chợ, xưa thuộc xã Thọ Duyên, Tổng Diên Hà, Phủ Tiên Hưng. Thời gian trôi đi, kéo theo bao biến cố thăng trầm, song dấu tích lịch sử về những con người lập nên nước Vạn Xuân vẫn còn tồn tại ở làng Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ngày nay. Qua cầu Tịnh Xuyên, chúng tôi đến mảnh đất Hồng Minh, Hưng Hà. Vùng đất này xưa kia mọc thành rừng xanh nên vẫn gọi là Mả Gai Bờ Trúc, nghe có vẻ đầy hoang vu. Còn dòng sông Trà Ly này, xưa kia dân trong làng gọi là sông Giai vì chảy qua làng Giai, tên gọi của Cổ Trai. Ngày nay, vùng đất này không còn Mả Gai Bờ Trúc mà đã thành vùng quê Chủ Phú. Cầu Tịnh Xuyên nối đôi bờ, ước mơ bao đời của người dân nơi đây giờ đã thành hiện thực. Vị trí địa lý tự nhiên tạo cho Hồng Minh nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và trở thành xã nông thôn mới tiêu biểu của Thái Bình. Đến Hồng Minh, chúng tôi tìm về thôn Cổ Trai để gặp ông Vũ Văn Quỳ, người đã chép lại những câu chuyện lịch sử hay giã sử về mảnh đất Hồng Minh, nơi đã gắn với cuộc đời và sự nghiệp của vua Lý Nam Đế trước khi lập nước Vạn Xuân. Hiện nay thì ở Cổ Trai này thì còn nhiều cái di tích liên quan đến vua Lý Bí không ạ? Cổ Trai hiện nay thì thưa cháu là có rất là nhiều di tích và liên quan đến Lý Bí ở đây. Ví dụ ở đây có 6 điểm thờ Lý Bí và 4 cái nông hương địa ở 4 góc này, Đông, Tây, Nam, Bắc. Vậy thì chút nữa thì mình sẽ đến thăm điểm gì đầu tiên hả bác? Tí nữa thì ta vào thăm đình đầu tiên. Cái ngôi đình này là trước đây ở cái khu đất Nam Đế ở dưới kia. Năm 1901 thì chuyển về trên này. Bước vào đình Cổ Trai, lúc này các cụ cao niên trong làng đang làm ngựa, làm thuyền rồng và một số đồ lễ cho hội đền Cổ Trai sắp tới. Bao đời nay, dân làng Cổ Trai đã dựng đền đình thờ vua Lý Nam Đế. Tên thật của ngài là Lý Bí hay có nơi gọi là Lý Bôn. Người dân coi ông là thành hoàng. Và trên thực tế, không chỉ riêng ở làng Cổ Trai mà nhiều địa phương ở miền Bắc đã có đến hơn 200 đền, miếu thờ vua Lý Nam Đế và các tướng sĩ của ông. Bởi lẽ, Lý Bí là người anh hùng dân tộc mở đầu nền độc lập tự chủ của đất nước. Nhân dân ở nhiều nơi lập đền thờ ông theo nghi thức thờ vua. Bác ơi, những đồ thờ trong này là đồ cổ từ xa xưa hay là phải phục dựng lại ạ? Đồ thờ ở trong cái đình này là hoàn toàn là cái đồ cổ trước lại. Thế nhưng bây giờ trước bởi vì nó lâu ngày, nó xuống cấp. Thế vừa qua là được một số nhà tài trợ, người ta phục chế lại. Tại khu di tích đền Cổ Trai, các đồ tế khí còn được lưu giữ như ngai, khám thờ vua 2-3 tầng, cửa võng, bát bảo, chấp kích được sơn son thép vàng cẩn thận. Theo dân làng Cổ Trai, tại Ngọc Phả, thần tích của làng Cổ Trai, xã Hồng Minh,
cùng với các tài liệu nghiên cứu của các sử gia có thể thấy bối cảnh năm xưa. Đó là từ năm 250 đến 543 sau Công Nguyên. Giao Châu bị phương Bắc cai trị, đời sống của người dân vô cùng cơ cực. Ngọc Phả tại đình Cổ Trai còn ghi, một ngày Lý Nam Đế và Tả tướng quân hành quân đến Cổ Trai, trông thấy địa thế tốt, dân chúng no đủ, phong tục tốt đẹp, liền thiết lập biệt đồn. Sau khi dựng biệt đồn ở làng Cổ Trai, Lý Bí đã lãnh đạo dân Giao Châu đánh đuổi giặc phương Bắc. Ông tự xưng là Hoàng đế, lấy hiệu là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân. Chữ Vạn Xuân ý nói xã tắc, vững bền muôn thuở. Và ở cụm di tích đình đền Cổ Trai, những bức đại tự, câu đối vẫn còn ghi công danh lừng lẫy ấy của vua Lý. Thì ở đây là có 3 bức đại tự cổ, một bức giữa này là Thái Bình Thiên Tử, thế rồi trong giữa kia là Thiên Cổ Anh Đinh, còn trong cùng kia là Như Tại Kỳ Thượng. Chỉ cách ngôi đền thờ vua Lý Nam Đế khoảng 200 mét là khu miếu cổ. Dân làng Cổ Trai chọn nơi này thờ vị tướng trẻ tuổi, tài cao của Lý Bí là Triệu Quang Phục, con trai của quan thái phó Triệu Túc. Ông là người nhận ý chỉ của Lý Nam Đế tại động Khuất Lão, Tam Nông, Phú Thọ để nắm binh quyền, tiếp tục chỉ huy quân Giao Châu kháng chiến chống giặc Lương. Khu vực ở đây là thờ Triệu Quang Phục. Vâng. Thế cái hồ trước cửa đây là hồ gọi là Nam Hương. Thế xin báo cáo với các ông chí là cái khu này là làm cách đây rất là lâu rồi. Hàng trăm năm qua, miếu thờ Tả tướng quân Triệu Quang Phục tuy nhỏ bé khiêm nhường, song đối với người dân nơi đây, nơi này rất linh thiêng. Trên mảnh đất Hồng Minh ngày nay còn nhiều di tích ghi lại câu chuyện của vị vua thời tiền Lý. Đoàn làm phim Ký sự đất và người Thái Bình ở Hồng Minh tiếp tục đến với chùa Mục Đồng. Nơi này trước kia gọi là Gò Thần Đồng. Giã sử kể rằng đây là nơi thờ anh họ của Lý Bí và cũng là nơi đám mục đồng trong làng tập chật giả, luyện võ nghệ với quyết tâm chống giặc Lương phương Bắc. Ba ơi, tại sao ở đây gọi là mục đồng tự ạ? Đây, khu vực này gọi mục đồng tự là nơi thờ em họ của Lý Bí. Cái thời niên thiếu là hay tổ chức ra đây để luyện võ và hai lần là luyện quân ở cái khu vực này. Và trước đây là khu vực này là nó còn tất cả các cái giải, bởi vì nó giải ở xung quanh đây nó là bao rộng bao la, bởi vì là cái chiêng, cái nghiến và hai nữa là cái lẫm là cái ở khu này cả. Nhưng mà bởi vì sau khi cái thời kỳ mà bao cấp là phá cái ruộng này đi và để lại một cái di sản để lại để cho nhân dân làm ruộng, cho nên là bây giờ cái khuôn viên ở đây bây giờ nó thu hẹp lại như vậy. Mà hai nữa là các cái cây cổ thụ ở đây là các đoàn khảo cổ học mà chính tôi là người đưa đi ở đoàn Thái Bình đi và đoàn ở Hà Nội đi, nhưng mà chưa xác định được là cái cây chuối một thân nhưng mà hai ngọn. Lý do một thân hai ngọn là bởi vì nó không biết là nó nằm ở cái niên đại nào và ở thời đại nào. Để chống thù trong giặc ngoài, Lý Bí lấy Cổ Trai làm căn cứ. Ông cho xây 4 vọng gác tiền tiêu ở 4 hướng xung quanh biệt đồn. Xong, ngày nay đất Hồng Minh mở rộng, dân cư đông đúc đến gần 3.000 hộ. Vì thế, 4 vọng gác này đã nằm sát nhà dân và trở thành 4 miếu thờ thổ thần. Cảnh vật hoàn toàn thay đổi, dấu tích xưa không còn nhiều, nhưng người dân Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình vẫn còn gìn giữ những dấu tích lịch sử còn lại về vua Lý Nam Đế. Bên cạnh đó, đất Hồng Minh còn mang trong mình nhiều dấu tích lịch sử mà những người thực hiện
ký sự đất và người Thái Bình còn chưa khám phá hết. Ở Hồng Minh còn lưu truyền nhiều địa danh gắn với một thời quá khứ của vùng đất này như bến Phạm Lỗ, cánh Đồng Phủ, Càn Thiên Mã. Và mới đây thôi, hành cung Lỗ Giang, nơi các nhà khảo cổ, các nhà nghiên cứu lịch sử còn chưa giải mã hết được bí ẩn cung điện thời Trần đã có gần 800 năm. Ở mỗi vùng quê được đặt chân đến, được nghe và được thấy về mảnh đất con người Thái Bình, chúng tôi càng thêm tự hào và thêm yêu mảnh đất cuối sông Hồng. Cũng như người dân ở làng Cổ Chai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ngày nay. Ở đây có 20 họ, đông nhất là họ Vũ, họ Trần, họ Nguyễn. Ai sinh ra từ vùng đất cổ này cũng đều tự hào và hãnh diện. Dù đi đâu, làm gì, họ cũng gìn giữ hồn cốt của làng. Cổ Chai con cháu đi xa, nhớ hội tiền Lý tháng 3 thì về.